nhằm mục đích tiết kiệm chi phí đào lò, tránh lãng phí tài nguyên và đẩy nhanh tiến độ đưa lò chợ vào khai thác. Công ty Than Nam Mẫu đã áp dụng thành công phương pháp gia cố lưu đường lò chân lò chợ để chuẩn bị diện cho khai thác lò chợ mức dưới. Sau thời gian thử nghiệm thành công tại lò chợ Vỉa Mỏng, từ tháng 11 năm 2023, công ty đã áp dụng phương pháp gia cố lưu đường lò chân lò chợ Vỉa Dày tại phân xưởng khai thác 6. Với phương pháp này, trong quá trình đào lò chuẩn bị, các đường lò song song chân sẽ được gia cố chắc chắn bằng cách khoan neo cáp cố định các lớp đá vách kết hợp với các dầm liên kết đỡ xả khi khấu chống di chuyển lò chợ. Vị trí chân chợ tiếp tục được chống tăng cường bảo vệ đá vách bằng các cũi lợn và cứ 6 mét sẽ được xếp tường chắn bằng bao cát để đảm bảo an toàn khí mỏ trong quá trình làm việc của thợ mỏ. Để đưa cái công nghệ này vào thì chúng tôi đã triển khai các cái bước từ công tác chuẩn bị đào lò. Thì đào lò đã triển khai cái việc là khoan neo cáp để gia cố toàn bộ cái phần lóc lò kết hợp với các bản dầm và các cái tấm đệm. Thế khi đưa lò chợ vào khai thác ấy, thì là khấu chống toàn bộ cái khám chân này là lưu giữ bằng các bích sắt, cũi đoạn gia cố để giữ lại toàn bộ không gian lò chợ này. Khi mà triển khai cái lò chợ ở mức dưới thì toàn bộ cái lò này để sử dụng lại, không phải thi công lò mới. Áp lực hiện tại theo dõi giờ là ổn định. Khi áp dụng công nghệ này thì cái mục đích cái hiệu quả thứ nhất là mình sẽ mất công xếp cũi lưu, cũng như gia cố lò chân, xếp cũi lò chân cũng như cả cái khám chân. Thì mình sẽ tận dụng được cái lò dọc phía dầu lò song song chân này để làm một cái lò đầu cho chợ dưới, và đồng thời là cũng không phải đào cái lò song song đầu chợ dưới nữa. Thì đồng thời mình sẽ tiết kiệm được cái chi phí đào lò, và hai đưa sớm lò chợ vào hoạt động, tiết kiệm được vật tư để đào lò mới để cho chợ dưới vào hoạt động. Thời gian tới, công ty Than Nam Mẫu sẽ tiếp tục nghiên cứu, nhân rộng công nghệ để đẩy nhanh tiến độ khai thác cũng như giảm giá thành sản xuất.